Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô rất vui được đồng hành với các em trong buổi học ngày hôm nay với chủ đề 7, quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bài số 14, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bài 14, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bao gồm các đơn vị kiến thức sau. 1. Lớn. Thông tin sự kiện. 2. Lớn. Nội dung bài học bao gồm các mục. 1. Môi trường là gì? 2. Tài nguyên thiên nhiên là gì? 3. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 4. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 3. Lớn. Luyện tập. Một lớn, thông tin sự kiện. Các em sẽ tự đọc sách giáo khoa trang 42, 43, 44 và 45 trả lời các câu hỏi gợi ý. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 lớn, nội dung bài học. Trong phần nội dung bài học, mục 1, 2 và 3, các em sẽ tự đọc sách giáo khoa trang 45. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu mục 4 nhỏ. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Như chúng ta đã biết, môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của con người và sự phát triển của kinh tế xã hội. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, chúng ta nhận thấy một tình trạng rằng môi trường của chúng ta đang bị hủy hoại, và tài nguyên thiên nhiên thì đang dần cạn kiệt bởi những tác động tiêu cực của con người vào môi trường và tài nguyên thiên nhiên đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Hậu quả đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được rằng đó là tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Cụ thể ở đây đó là tình trạng không khí bị ô nhiễm do các hoạt động xả thải của các nhà máy và các khu công nghiệp. Theo ghi nhận của Cục Đo lường Quốc gia Việt Nam, đầu năm 2020, tại hai thành phố lớn đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày liền ghi nhận chất lượng không khí không đảm bảo sức khỏe của người dân, gây nên những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Theo tổ chức WHO thống kê mỗi năm, thế giới có 4,2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí. Bên cạnh môi trường không khí bị ô nhiễm thì môi trường đất và môi trường nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hoạt động xả thải của con người và việc sử dụng các chế phẩm hóa học quá liều lượng trong phát triển nông nghiệp. Hậu quả tiếp theo chúng ta có thể thấy đó là tình trạng trái đất nóng dần lên và biến đổi khí hậu toàn cầu, với những thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến đời sống của con người. Các em đang quan sát một số hình ảnh về hiện tượng thiên tai xảy ra ở nước ta đầu năm 2020. Hình ảnh số 1 và số 2 đó là hiện tượng mưa đá lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hình ảnh số 3 đó là tình trạng hạn hán cục bộ và xâm nhập mặn ở miền Tây. Tất cả những hiện tượng thiên tai này xảy ra đều để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống của con người và sự phát triển của kinh tế xã hội. Từ những tác động tiêu cực của con người đã làm cho môi trường của chúng ta bị hủy hoại một cách nhanh chóng và tài nguyên thiên nhiên thì bị suy kiệt một cách trầm trọng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thì cô sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho các em. Em hãy nêu một số việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Để cải thiện môi trường và khắc phục sự suy kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta sẽ có những việc làm sau đây. Hàng ngày, con người chúng ta thải vào môi trường rất nhiều các loại rác thải khác nhau với một khối lượng rất là lớn. Nếu như chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định thì sẽ làm cho môi trường của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nặng nề hơn. Bên cạnh việc khai thác tài nguyên rừng có kế hoạch và theo đúng quy định của pháp luật
thì chúng ta cũng có những việc làm để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng không bị suy kiệt một cách nhanh chóng thông qua việc làm trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc. Hiện nay, một số loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài động vật hoang dã nằm trong danh sách đỏ, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do đó, chúng ta tuyệt đối không săn bắt, buôn bán, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, hoặc khi phát hiện những hành vi săn bắt, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã, chúng ta cần phải báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Việc sử dụng các chế phẩm hóa học trong phát triển nông nghiệp, ví dụ như là thuốc trừ sâu, phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật đều có tác động tới môi trường, đặc biệt là môi trường đất và môi trường nước nếu như con người sử dụng không đúng quy định và quá liều lượng. Do đó, chúng ta cần phải hạn chế sử dụng chế phẩm hóa học này trong phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chẳng hạn như thay thế ống hút nhựa bằng các loại ống hút được làm từ gỗ, tre, gạo hay là các loại rau củ. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay thế việc sử dụng bao bì ni lông bằng các bao bì tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường hoặc là sử dụng túi vải. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. Phân loại và xử lý rác thải đúng quy trình. Việc làm tiếp theo đó là tái chế rác thải trong sinh hoạt. Chẳng hạn như từ rác thải nhựa thì chúng ta có thể tái chế thành các bồn để trồng cây hoặc là các cái vật dụng để trang trí trong gia đình. Tài nguyên nước không phải là vô hạn, do đó trong quá trình sử dụng chúng ta phải tiết kiệm để tránh lãng phí bằng việc làm khóa vòi nước và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ngày nay, con người đang hướng tới thay thế sử dụng các loại năng lượng hữu hạn bằng các loại năng lượng vô hạn có trong tự nhiên, ví dụ như năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió. Các đoàn thể, ban ngành có thể tổ chức các diễn đàn, các hội nghị để tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó thì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thì nhà nước cũng ban hành một số các cái văn bản pháp luật nhằm hạn chế và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Như vậy, thông qua phần tìm hiểu việc làm, chúng ta có thể hiểu bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Như vậy, vừa rồi qua mục 4 nhỏ, chúng ta đã hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng biết được cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang mục 5 nhỏ, tìm hiểu về trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được quy định rất rõ ràng và cụ thể tại các văn bản của nhà nước. Trong luật bảo vệ môi trường năm 2014, tại điều 4 khoản 1 quy định bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Trong Hiến pháp 2012, tại điều 6 khoản 1, 2, 3 cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của nhà nước và các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại. Bên cạnh việc ban hành các quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thì trong luật bảo vệ môi trường năm 2014, tại điều 7, quy định về một số những hành vi không được phép làm để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Để tìm hiểu rõ hơn về những hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cũng như tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường năm 2014, các em có thể truy cập vào đường link ở bên dưới hoặc truy cập vào hệ thống văn bản chính phủ để chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Như vậy, thông qua phần tìm hiểu vừa rồi, chúng ta nhận thấy rằng trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của tất cả mọi người. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được coi là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường. Kết thúc mục số 5, cô sẽ có một câu hỏi dành cho các em như sau. Là học sinh, em đã và đang làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là thuộc về tất cả mọi người. Là học sinh thì các em cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm nhỏ như sau. Chúng ta có thể tham gia trồng cây xanh ở trước cổng trường, tạo mảng xanh trường học. Để có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường, thì các em cũng có thể tham gia tìm hiểu về cây xanh trong các tiết học của bộ môn sinh học. Các em cũng có thể tham gia hoạt động trải nghiệm chăm sóc và tưới cây thông qua câu lạc bộ sinh học ở trường. Bỏ rác đúng nơi quy định. Các em có thể tham gia các cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các em cũng có thể vận động bạn bè, người thân cùng tham gia thực hiện để bảo vệ môi trường. Trên đây là một số những việc làm mà các em có thể góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hy vọng rằng các em sẽ có nhiều những việc làm hữu ích hơn nữa để giúp trái đất của chúng ta thêm xanh. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ nội dung bài học của ngày hôm nay. Để củng cố thêm kiến thức, thì chúng ta cùng chuyển sang phần 3 lớn, luyện tập. Ở phần luyện tập này, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập A, B, C trong sách giáo khoa trang 45. Bài tập A. Trong các biện pháp dưới đây, theo em biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường? Các em cùng suy nghĩ để hoàn thành bài tập nhé. Đáp án của chúng ta là biện pháp số 1, giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở. Biện pháp số 2, xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý hiếm. Và biện pháp số 5, nghiên cứu xây dựng các phương pháp xử lý rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập B. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm phá hủy môi trường? Đáp án của chúng ta là hành vi số 1, khai thác thủy hải sản bằng chất nổ. Hành vi số 2, săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Hành vi số 3, đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước. Và hành vi số 6, phá rừng để trồng cây lương thực. Bài tập C. Để mở rộng sản xuất, nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa 3 phương án. Theo em, nên chọn phương án nào? Đáp án của chúng ta là phương án 2. Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, chấp nhận giá thành cao hơn. Các bài tập còn lại là bài tập C, D, E và G trong sách giáo khoa trang 47. Các em sẽ hoàn thành những bài tập này vào vở ở tại nhà. Phần hướng dẫn ở nhà. 1. Các em sẽ viết bài vào vở, học lý thuyết phần nội dung bài học. 2. Làm các bài tập luyện tập. 3. Chuẩn bị bài 15, bảo vệ di sản văn hóa.
Như vậy, thông qua tiết học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng các em sẽ biết mình cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang phải đối diện với dịch COVID-19 bùng phát. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.